quay ly quá. Nước Mỹ 8 giờ tối. Building. Lạnh. Đó, em nói nó nằm ở góc mà. Nè, chỗ này dành cho chó mèo có nuôi không? Ờ, nó bán đồ mà. Ok, hai cả nhà, hôm nay em đi ăn với ông anh hai vợ chồng anh chồng bên Ohio. Ủa, mình tưởng mình đi có 4. Đi phở Nguyên ăn tối 8-9 giờ tối, tại ít khi nào có nhà hàng Việt Nam mở tới khuya lắm, có nhà hàng này nó mở tới 10 giờ tối. Thường là nhà hàng ở Việt Nam là mở tới 7 giờ, 8 giờ là đóng cửa rồi. Có cái nhà hàng này nó mở tới 10 giờ luôn. Em cũng ít đi ăn lắm, em ăn quán nào quen làm đi quan quán đó à. Em kêu anh Quân. Cô bông thiệt hả? Dạ. Lại em. Đây là layout của tiệm phở. Ít nhưng mà vẫn đợi. Hay không anh Quân? Múa, múa, múa này rồi. Kệ đi. Sau khi chờ đợi ban đêm, ít nhân viên phục vụ cũng đã được vô bàn. Ờ, vô đây thì có quầy bar nha. Ở đây gần trường học, đại học nên con nít nó cũng tới nhiều. Thêm một cái quầy bar làm nước. Ôi, cái view này đẹp quá, với chồng quá chồng. Anh dạ. Ok, giờ cho coi cái nhà coi menu nha. Những món Việt Nam, hai cái chả giò, hai cái chả giò có 6, có giá là 5 đồng hai cái. Có chim cút nữa nè, chim cút chiên bơ. Đặc biệt 12 đồng. Đa số các món nước thì giá từ 12 đồng cho tới 13 đồng. Mấy món bún, món cơm là 11 đồng. Cà phê đá có giá 4 đô cả nhà. Trà đá thì 2 đồng rưỡi là chạy ra 50 ngàn đi trà đá. Hai người đang thèm ăn canh chua cá. giờ có canh chua cá rồi đó, mà không có canh chua cá kho rồi. Ok, em quay cho cả nhà coi, đây là món của em bò lúc lắc. Con gái xin là cơm thịt nướng, chồng em là bún bò. Cái gì? Chim cút. Bún cơm thịt nướng. Chim cút. À nè. Bên kia hảo thịt gà đó. Không. Lát rồi, nãy chị nói là chị không thấy nữa. Hay đành ăn gì đó. Phở. 9 giờ tối đành ăn phở no luôn. À, quay ăn nè. Ngon. Rồi bàn mình là bàn cuối cùng ra về. Bàn cuối cùng cả nhà ơi, ăn lúc thì em đóng cửa 9:30 tối.
sau khi ăn sạch xanh bây giờ đi bộ cho tiêu cơm, đi bộ vòng vòng trong building. Bồ bà cái chỗ mình hay uống thì 9 giờ đóng cửa. Qua chỗ đó cũng có bồ bà nữa hả? Đó thì mình kiếm được cái plaza mình mua chút. Trời ơi. Làm cái dịch tiền này. Cái plaza làm nè muốn có mười mấy ngàn đấy. Ừ. Kìa. Đó nó cho thuê. Căn hộ nó xây giống như chung cư bên Việt Nam của anh luôn hả? Trời nhìn cúc này anh. Đi bộ này giống đi bộ bên Việt Nam quá, coi kìa có chung cư kìa. Hả? Ủa? Ủa anh? Anh ủa cái chỗ bán bộ bà multi nó kìa, cái chỗ mà lần đầu tiên mình mua kìa. Nó mới khai trương được hơn năm á, hơn nửa năm hay năm á. Không có mấy cái ngon á. Lấy cái cà phê đi, cái cà phê của bà cái gì mà có shop đi á, cái thời cái cà phê định qua bô bà kia em hay uống đấy nhưng không có, cái đi bộ cho tiêu cơm cái nhớ có bô bà này nằm ngay góc Võ Nguyên nên lại mua luôn. Không ngờ 9 giờ rưỡi tối mà vẫn còn mở, bà chủ shop rồi ngồi giống như là thư ký văn phòng vậy anh Quân. Ý anh vào cái live out toàn là lợi lúc người ta gần sắp đóng cửa mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em quay giá bô bà ở bên Mỹ cả nhà coi nè, một ly bô bà trung bình có giá từ 6.5 đồng cho ly nhỏ, 7 đồng cho ly lớn. Trà thì 5 đồng đến 6.5 đồng thôi ha. Bô bà beauty. Giờ tối là đi uống bún bà cả nhà. Hên là chỗ này vẫn còn mở, tại chỗ này gần trường đại học USS nên học sinh nó là vẫn ở đây uống tối nhiều nên ta mở khuya. Ok. Đủ màu sắc ha, vàng, đỏ, xanh luôn. Ừ, cái ly so cute cả nhà, giống như con thỏ à. Ơ ờ, ba màu vàng, mẹ màu xanh. Ngon hay ngọt? Giờ này cuối tuần chỉ có cái ba bên đây của Mỹ còn mở lâu. Đó. Cái tiệm phở đằng đây mà em đi bộ rồi tuốt chung cư đằng đó cái thấy nhớ có chỗ bán bô bà nên ghé vô mua uống nước luôn, ăn no quá đi bộ xong uống bô bà, giờ đi bộ về xe. Thank you cả nhà đã xem video clip của em. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye Emily. Giờ này 10 rưỡi nhân viên Võ Nguyên mới ra. Ok, go home. Thế giờ mà đó giờ cãi đi, giờ họ nó không đi với vợ mà cứ nói chắc chắn là đi với vợ vô Võ Nguyên là cả nhà.
góc đó kìa, có cái ông Việt Nam bán nữa. Anh Quyên chạy đem chỉ cho cái nhà hàng của ông nè. Như là bên đây nè. Đó, đó không, Phổ Quyên nằm có chỗ à. Bây giờ ông giờ qua bên đây nè. Không. Rồi ta lên YouTube cho nghe cãi nhau. Lên like cả nhà, lên like cả nhà. Vậy mới là đó. Regional phải không? Yeah. Nè, cái nhà hàng qua cái nhà hàng của ông Việt Nam, có cái nhà hàng của ông Việt Nam nằm ở đây nữa nè. Quấn làm ngon chút mà món. Cái chỗ mà mình uống boba đầu tiên mình xuống đây á em Lì. Nhiều quậy quá hả? Cái đó là anh Quân không sợ mùa đông lạnh lẽo của 3 tháng mùa đông. Tại vì đây chỉ có sáng nắng chiều mưa thôi. Boba lạnh quá. Ở đây là chị ba làm hả?